Đoạn phim ghi lại cho thấy những con voi đang băng qua một cây cầu bắc qua sông Hắc Long Giang. Vào ngày 1 tháng 9, đàn voi này ở huyện Mạc Giang, thành phố Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam. Hiện các nhà chức trách đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để đàn voi có thể trở lại môi trường sống của chúng một cách an toàn. Những con voi đã rời khỏi khu bảo tồn hơn một năm trước mà không rõ lý do và đi lang thang hơn 500 km về hướng Bắc. Sau khi hướng về Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, vào tháng 6 năm nay, chúng lại quay về phía Nam.